Xin quý vị cho ông là Patrick Wiley and nước sân đoàn pháo tài. Xin cáo lỗi cùng quý vị, trong chương trình thì chúng tôi có nguyên một bộ gọi là complete team. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị và tôi đã được có một giây phút mà tôi rất thấy là cảm động, và hôm nay chúng ta đã được sự nhận lời của ông Dukeson đến đây để tường trình cho quý vị thấy tận mắt, nghe trực tiếp từ lời nói của ông Dukeson. Quý vị đã nghe được lời nói của ông Patrick Riley và tôi, cũng như chú Phạm Nhân và nhiều người được đã tranh đấu và đã nói nhiều rồi, chắc quý vị không còn muốn nghe nữa. Well, thank you, Dr. Nguyen, and my hats off to everybody in the audience out there. And it was my honor to do this monument, and it was another great honor to include our allies and friends and our new Americans, the Vietnamese community here in Houston. I was contacted about 8 years ago by a monument committee member, which was Mr. Patrick Riley, and I interviewed for this project, and thank goodness they chose me, and it obviously was a great honor for me. I've been a sculptor all my life. Last night around midnight, and I had to get up at 4 o'clock in the morning. This pretty much sums up my opinion about this whole situation. I think so. No, it doesn't have anything to do with the Communist Party or any of our other enemies. And my father fought in Korea, BC, but no, he's dressed as a South Vietnamese Marine. Yeah. So, no, that's the way I sculpted it, that's the way I meant it to be, and this is the official model for the monument. Ngày hôm nay, trước mặt quý vị, cũng như tất cả các quân binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta đã làm được cái việc đó, và chúng tôi rất lấy làm hãnh diện. Thưa quý vị, trong một buổi chiều se lạnh như thế này, làm cho tôi nghĩ đến 40 năm qua, những đoàn người lũ lượt thay phiên cũng như chúng tôi trở vào nhà tù của Cộng sản, rồi hàng triệu thuyền nhân vượt biên và những cảnh tang thương chết chóc mà đem đến đau khổ cho đồng bào. Và nhất là ngày hôm nay, bao nhiêu triệu đồng bào còn quằn quại trong cái sự đau khổ của nhà cầm quyền Cộng sản. Chúng tôi muốn có một cái kỷ niệm cũng như quý vị để đánh dấu chúng ta hiện diện ở đây là một trong những cái hoàn cảnh cực khổ, để mà ghi lại cái vết tích đó là những người tị nạn. Chào tất cả các quý vị quan khách đang hiện diện tại nơi đây. Và Kim Oanh có trọng trách là để nhờ các quý vị phu nhân của Hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam và Hội Thủ Đức sẽ tặng đến những lá cờ vàng ba sọc đỏ có theo tên. Việt đoàn quân chiến thắng trở về dưới Nam Hồng, cùng nhau hòa câu hát thành công. Lớp lớp xanh phai màu thấy phất phơ ngàn đầu, màu cờ tung bay trước gió. Kia đoàn quân chiến thắng trở về với xóm làng, thành công còn ghi nơi đầu số. Những tấm gương kiêu hùng phất phới vui trong lòng, bầu trời thu đô đón mừng. Thủ đô ơi, thủ đô, đoàn quân ta đã về đây, tiếng reo vang vang dậy một trời, lớp lớp tình nghi bay phất phơ. Thủ đô ơi, thủ đô, đoàn quân ta đã về đây, sau bao nhiêu ngày luôn ước mơ, ngày chiến thắng quay về chốn xưa. Ai về đồng tháp hỏi thăm
thay đồ mẫu xa. Giữa gió mưa âm u, tiếng thu ngàn đời vươn trên sáng không màu nằm đó. Tiếng súng xa như mưa khiến thu cùng đau dường như vẫn còn nghe. Trong niềm tin yêu mới, thủ đô ơi thủ đô, đàn con yêu đã về đây, cho bao quân công nô nát thay, đây chiến thắng bóng cờ tung bay. Chiến thắng trở về dưới nắng hồng, cùng nhau hòa câu hát thành công. Lớp lớp xanh vai màu thấy phất phơ ngàn đầu màu cờ tung. Xin kính chào quý vị khán giả của đài ABTV 55.4. Hôm nay là một ngày rất là vui, chúng ta đến đây để chúc mừng cái vinh danh được cái tượng đài chiến sĩ của chúng ta tại Austin, và bên cạnh Kim Phượng là dân biểu Hiếp Bè Võ. Trước tiên thay mặt cho đài và cộng đồng hương, congratulations, dân biểu Hiếp Bè Võ đã thành công, đã đắc cử một cách quá vinh quang, nghĩa là quá to lớn. Và bây giờ trong sự có mặt ngày hôm nay thì xin mời dân biểu Hiếp Bè Võ có đôi lời cùng khán giả của đài ABTV. Dạ, thưa cảm ơn chị Kim Phượng và Hiếp Bè Võ. Cũng thứ nhất là gửi lời cảm ơn tất cả cử tri đồng bào người Việt của chúng ta tại Houston, cũng như khối cử tri người Việt trong trong đơn vị 149 vẫn yêu thương Hiếp Bè Võ và tín nhiệm Hiếp Bè Võ. Và thưa quý đồng hương, nói về cái tượng đài của chiến tranh Việt Nam tại công viên của tòa nhà Quốc hội tiểu bang Texas. Dạ, thưa quý đồng hương, là gần được 10 năm nay và Hiếp Bè Võ đã cùng với một số anh em đã có mặt và đã có cho những cái ý kiến từ năm 2005 tới bây giờ. Và trong những cái năm cũng như tranh đấu rất là khó khăn, nhưng mà tới cuối cùng thì cái hình ảnh của người lính Việt Nam, cái mẫu hình của người lính Việt Nam, cái mẫu người mà đứng ra làm mẫu hình để khắc cái tượng đó là người Việt Nam, cái mẫu hình nó vẫn còn, và cái bộ quân phục vẫn là cái bộ quân phục của người lính Việt Nam của chúng ta. Và hiện nay cái tượng đài đó được đặt để ở công viên của tòa nhà lập pháp của tiểu bang Texas của chúng ta. Đây là cái tượng đài để sẽ được để tới khi nào cái tòa nhà lập pháp vẫn còn, thì tượng đài nó vẫn còn nha thưa chị. Dạ. Và hôm nay với cái không khí lạnh như thế này mà nhìn những cái lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới, và đồng hương của chúng ta đến đây để mừng cái chiến thắng này, thì cảm xúc của dân biểu Hiếp Bè Võ như thế nào? Dạ thưa chị Hiếp Bè Võ, nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta đã 40 năm, nhưng mà cộng đồng của chúng ta đã bắt kịp rất là nhiều về mọi cái lĩnh vực khác nhau. Và nói về cái lĩnh vực mà tranh đấu cho cái quyền lợi và những cái mong muốn của cộng đồng người Việt của chúng ta, thì chúng ta đã đạt được một cái sự thành công nào đó trong 40 năm nay. Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục mà không quên nắm giữ tay với nhau để mà tranh đấu, để cho cái cộng đồng của chúng ta có thể tiến mạnh hơn, và những cái nhu cầu và những cái ý muốn của cộng đồng của chúng ta sẽ được đạt được. Dạ thưa chị.
đến 6 giờ chiều, khi bầu trời Houston đã tối dần bước vào màn đêm, cũng là lúc mà màn trình diễn pháo bông bắt đầu. Từng chùm pháo bông nhiều màu sắc thay phiên nhau nở rộ trên bầu trời. Chúng ta đã từng chứng kiến biết bao lần những chùm pháo hoa lấp lánh trên bầu trời, nhưng đó là vào dịp lễ độc lập Hoa Kỳ hay đón mừng năm mới. Những người có mặt tại đây vào ngày hôm nay rất xúc động, vì đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến những pháo hoa dưới nền trời dấu quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và hình ảnh người chiến sĩ hào hùng Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ. Màn trình diễn bắn pháo bông kéo dài hơn 20 phút với sự khéo léo của ban tổ chức đã sử dụng nền nhạc với những bài như Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Anh về thủ đô, Việt Nam, Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả vừa xem phỏng vấn của đài truyền hình ABTV, tường trình từ tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Chúng tôi hẹn quý vị vào các chương trình phóng sự kế tiếp.